Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Bản tin tiếp theo cho hay, một người đàn ông đe dọa và bắn thực khách trong một quán cà phê tại thành phố Garden Grove, sau đó tự sát. Thưa quý vị, tin từ Garden Grove, California vào chiều thứ Ba ngày 10 tháng 3, cảnh sát được gọi đến một quán cà phê tại Garden Grove sau khi có trình báo về một vụ nổ súng. Sở cảnh sát Garden Grove cho biết họ được gọi đến quán cà phê 368 tại số 10900 Westminster Boulevard vào khoảng giữa trưa sau khi có trình báo về một vụ nổ súng. Theo cảnh sát Garden Grove, một người đàn ông Á Châu đã bước vào quán cà phê và đe dọa nhiều thực khách bên trong quán. Khi một trong những người khách này đứng lên và bắt đầu bỏ ra ngoài, cảnh sát cho hay người đàn ông Á Châu đã rút dao và đâm vào tay khách hàng này. Việc khách hàng này sau đó rời khỏi quán cà phê, tự lái xe đến bệnh viện và điều trị vết thương. Cảnh sát cho biết người đàn ông sau đó tiếp tục đe dọa các khách hàng khác trong quán cà phê. Ông ta rút ra một khẩu súng ngắn và bắn vào họ, nhưng không bắn trúng bất kỳ ai. Những khách hàng này sau đó chạy ra khỏi quán và theo cảnh sát, người đàn ông đã đi về phía nhà vệ sinh của quán cà phê. Cảnh sát cho hay người đàn ông sau đó đã tự sát. Cảnh sát cho biết thêm người đàn ông chết là một người đàn ông gốc Việt. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.